Hôm nay chúng ta sẽ sang cái dạng bài mới ở phần phân thức. Hôm nọ là gì? Điều kiện xác định của phân thức này, là mẫu khác không, xong rồi rút gọn phân thức này, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta phải làm một cái dạng bài, đó là quy đồng mẫu hai phân thức. Nhưng mà mẫu là đơn thức thôi, vì điều cơ bản mẫu là đơn thức trước, còn mẫu là đa thức sẽ làm sau. Mình chia nhỏ ra mình học cho nó rõ ràng nhé, nó dễ. Thế đơn thức là như nào, con nhớ không? Đơn thức là các số rồi kết hợp. Rất nhiều bạn cũng sẽ không nhớ đâu. Đơn thức là như nào? Đơn thức là phép nhân chứ không? Ừ thì đúng rồi, đơn thức là phép nhân, thế còn đa thức? Đa thức là phép nhân được kết nối bằng cộng trừ. À tức là các đơn thức nhưng kết nối thêm với nhau bằng dấu cộng trừ. Tức là cộng trừ các đơn thức thì nó ra đa thức. Còn đơn thức thôi thì nó là thành phần nhỏ nhỏ thôi, nó đơn thôi mà, nó là một. Thế thì đơn thức ở đây nhé, nhắc nhanh nhanh vào đây này. Nó là số nhân với lại x mũ bao nhiêu, nhân với y mũ bao nhiêu, thậm chí là nhân với z mũ bao nhiêu cũng được. Các biến khác nữa cũng được, nhưng mà toàn là nhân thôi nhá, và có cái số ở đầu. Đấy, thế hôm nay thì bố muốn làm cái bài này đây, bài dễ này thôi này. Quy đồng mẫu của các đơn thức, à của các phân thức sau đây. Quy đồng mẫu. Mình cứ làm cái câu đơn giản trước, không có đi đâu mà vội. 4 chia cho x mũ 4 nhân y mũ 6 và âm 5 chia cho 12 x mũ 6 y mũ 3. Không nói gì cả, cho Hải Anh tự làm. Quy đồng mẫu. Mà quy đồng mẫu là cái hành động gì? Nói cái ý đi. Mẫu giống nhau thì cộng hoặc trừ. Đúng rồi, tức là đi tìm mẫu chung. Người ta gọi là mẫu thức chung. Cái này đọc là mẫu thức chung. Sau này thầy viết tắt thì ta phải biết cái từ này nhá. Đây gọi là mẫu thức chung. Ngày xưa lớp 6 người ta gọi là cái gì chung? Mẫu gì? Lớp 6 thì gọi là mẫu gì chung? Thế hôm nay mẫu phân chung. Mẫu số chung. Đúng rồi. 1 phần 2 và 2 phần 3 thì mẫu số chung, tức là m sờ cờ. Còn đây là m tờ cờ, hiểu chưa? Đây là mẫu thức, còn đây là mẫu số. Bởi vì đây nó là số, còn đây nó là biểu thức, nó là đơn thức, đa thức thì người ta gọi là mẫu thức. Nha, mẫu số chung ở đây bằng mấy? 6. 6 là cái gì? 6 chia hết cho 2 và 6 chia hết cho 3. Cái mẫu số mà chia hết cho cả hai mẫu số kia kìa, gọi là mẫu số chung. Nha, thế mẫu thức chung là gì? Ghi vào đây một tí đã đi. Mẫu thức chung là chia hết cho hai cái này. À, ở bài này nhá, mình đang nói đơn thức đúng không? Là đơn thức mà phải chia hết, đúng rồi, phải chia hết cho cả hai cái mẫu thành phần. Đấy, mình phải tư duy rõ với nhau trong đầu như vậy. Thế bây giờ con nói đi, mẫu thức chung bài này là gì? Yeah. Cho con nói trước đi. Bao nhiêu, nhân bao nhiêu, nhân bao nhiêu? 12 x mũ 6, y mũ 6. Sao con biết? Đấy là mẫu thức chung. Sao con biết? Hải Anh nói rằng mẫu thức chung là 12 nhân x mũ 6 nhân y mũ 6. Đào đâu ra cái này? Thì bây giờ mình chỗ này, số này, bên này không có. Bên này không có, hiểu là số? Không, 1. Số 1. Vậy là hai hệ số, bài đầu cứ phân tích với các bạn cho hai kỹ. Hệ số thì hệ số nào lớn? Hai hệ số là 1 và 12. Lớn hơn lấy làm sao được? Thế sao không lấy số 3? Nhưng mà đây là đơn thức khác. Thế đơn, thế bây giờ bố cho đây là số số 5. À, 12 nhân 1 thì vẫn là 12. Thì đúng rồi, nhưng ví dụ đây sửa thành số 5, đây số 12 thì mẫu thì cái chung là gì? Ước nào? 5 với 12. 5 với 12 thì phải là số nào? Số nào? 60. 60, thế 60 gọi là gì? 60 là... Lớp 8 là quên lớp 6 luôn rồi, bây giờ ước lung tung beng cả rồi. 60 là quy đồng. Thì quy đồng như 60 gọi là cái gì của bội? Hai hệ số là 1 và 12 thì đây này, bội chung nhỏ nhất của 1 và 12 chính là bằng 12. Phần số là mình phải làm riêng. Bây giờ đến phần biến. Phần biến là x mũ bao nhiêu nhân y mũ bao nhiêu. Để mà chia hết cho x mũ 4 nhân y mũ 6. Rồi lại chia hết cho x mũ 6 nhân y mũ 3. Cái này thì cái nào lớn hơn thì lấy. Thế đúng rồi, thì bây giờ cái mấu chốt mình phải nói được. Và các bạn cũng phải nhớ được là gì? Mình sẽ chọn các biến có ở cả hai cái mẫu thức. Gạch chân vào từ nào đố con biết? Cả hai mẫu thức. Ví dụ bên này có xy, bên này có xy thì mình phải chọn cả xy. Thế nếu bên này có xy mà bên này có xyz thì sao? Chọn cả z mà. Thì phải
Có chọn Z không? Không. Chọn mẫu x rồi. Thế xong rồi cái mẫu x y đấy làm sao nó chia hết cho cái Z bên này? Vừa gạch chân vào từ cả hai xong ông ơi. Đây, lại cho một cái ví dụ vào đây để cho các bạn làm luôn. 3 trên cho 2 x mũ 3 y bình phương và 4 chia cho 7 x mũ 2 y mũ 4 nhân z mũ 5 nào. Thế bây giờ mẫu thức chung của con nghĩ là có x y z không hay là có x y thôi? X y thôi, thế nó chia cho cái này kiểu gì? Mẫu thức chung là cái phải chia hết cho cả hai mẫu thành phần cơ mà. X y riêng. Hỏi lung tung với anh đi phát là bị dối. Mẫu thức chung là phải chia hết cho cả hai cái mẫu. Buổi đầu rồi chúng ta còn rất nhiều video về phần này nữa. Nói thì nó cũng dễ thật đấy nhưng mà cũng không dễ với nhiều bạn đâu. Nào bây giờ mẫu thức chung là chia hết cho cả hai. Thế chia hết cho cái x mũ bao nhiêu, y mũ bao nhiêu thì cần phải có x y đúng không? Thế muốn chia hết cho ông bên này thì có cần có z. Hiểu chưa? Cả hai. À, cả hai chứ không phải là hai số mà là cả hai mẫu. Thế cả hai mẫu đây còn gì nữa, viết thế này. Cả hai mẫu thức còn gì nữa? Được chưa? Chọn các biến có ở cả hai mẫu với số mũ hay còn gọi là lũy thừa cũng được. Số mũ hay lũy thừa đều đúng. Với số mũ lớn. Lớn. Lớn hơn. Con hiểu lớn hơn không? Ở đây là x mũ 4. Ở đây là x mũ 6. Thế đằng nào lớn hơn? Mũ 6 thì mình phải chọn đây là x mũ 6. Mũ 6. Phải chọn 6 thì x mũ 6 nó mới chia hết cho x mũ 4. X mũ 6 mà chia x mũ 4 thì nó mới ra x bình phương. Rồi là x mũ 6 chia x mũ 6 thì nó mới bằng 1. Thế nếu mà chọn đây là số 5 được không? 5 thì nó chia hết cho cái này. 5 thì nó lớn hơn 4 nhưng 5 x mũ 5 làm sao mà chia được x mũ 6? Đúng không? Vậy phải chọn số mũ lớn hơn là phải gạch chân vào cái từ lớn hơn. Sao không gọi là lớn nhất đúng? Thế có hai cái so với nhau thì lấy cái lớn hơn chứ lớn nhất gì? Nhưng mà nhớ bây giờ có 3 4 cái. 3 cái thì cũng lấy cái lớn hơn trong 3 cái đấy. Ví dụ nó có 3 mẫu đúng không? Đây cho luôn vào đây đi. 8 x mũ 7 nhân y nhân z mũ 1. Đây là 5 đi. Nào. Mẫu chung nhá, làm luôn bài này đi. Mẫu thức chung là sẽ có dạng một số này nhân với x mũ bao nhiêu nhân y mũ bao nhiêu và nhân z mũ bao nhiêu. Cái số này mình tính sau đi. Bây giờ bố hỏi con ở đây x mũ 3. Ở đây x bình phương. Ở đây x mũ 7, con lấy x mũ mấy? Mũ 7. Đúng rồi, x lớn hơn còn gì nữa. Hoặc là lớn nhất trong ba cái này cũng được, dùng từ lớn nhất cũng được, dùng từ lớn hơn cũng được. Thế còn y mũ mấy con nói luôn đi, y bình phương, y mũ 4 và y mũ 1. Y mũ 4. Y mũ 4. Z mũ mấy? Z mũ 5. Z mũ 5. Hiểu chưa? Ok chưa? Thế ở đây nói nốt đi. Y mũ 6 và y mũ 3 con lấy y mũ mấy? Mũ 6. Y mũ 6. Thế phần hệ số đâu? Đây. Đâu rồi, hệ số đâu rồi? Đây này, hệ số đây này. Vậy kết quả đây đúng chưa? Rồi, hiểu chưa? Bây giờ vào bài thì viết thế nào nhỉ? Xóa đi, viết một tí tẹo nhá. Đấy, ghi vào đây, bắt đầu viết vào đây một tí. Đấy, là cứ phải nháp, phải phân tích chán chê như thế xong rồi hiểu rồi thì bắt đầu mới viết, đúng không? Rồi, bây giờ bắt đầu. Ghi vào đây. Mẫu thức chung là 2 chấm 12 nhân x mũ 6 nhân y mũ 6. Người ta cũng không bắt mình giải thích là tại sao như này đâu. Bây giờ mình viết hết mấy cái dườm già ra thì biết làm sao. Mình chỉ viết thế này thôi, hiểu là việc trong đầu của mình mà mình viết đúng ra là được. Rồi nha, mẫu thức chung là như thế này. Bây giờ bắt đầu quy đồng thôi. 4 trên x mũ 4 nhân y mũ 6 thì bằng 4 12 x mũ 6 y mũ 6. Bài này nó dễ lên là chưa làm cái thao tác chia để tìm nhân tử phụ đâu. Bây giờ cho con tự làm đấy. 4 phải nhân với gì? 4 phải nhân với lại mà đây chỗ này sợ con cho con nói trước đi. Con hiểu con nói trước đi. Nhân 12. Nhân 12. X bình. Nhân với x bình phương. Y thôi. À, không cần. Thế rồi. Đúng rồi, có hiểu. X mũ 4 y mũ 6. Cái này chia cái này ra được cái nhân tử phụ. Nhân với 12 x bình phương. Thì chỗ này sẽ bằng 48 x bình phương chia cho 12 x mũ 6 y mũ 6. Cái tiếp theo là âm 5 chia cho 12 x mũ 6 y mũ 3. Thì hay là nói cái đấy nhỉ, sợ các bạn không hiểu. Tôi muốn tìm được cái nhân chân tử thì lấy cái này chia đi. Thì hiểu rồi, bố hiểu rồi. Như vậy là thế này, lại phải nói thế này thêm vào đây. Mấy cái này mình cứ nói kỹ thì nó thừa tí hơn thiếu. Đầu tiên ấy là mình phải đi tìm gì? Mẫu thức chung
Việc thứ hai là đi tìm nhân tử phụ. Nhân tử phụ của mỗi phân thức nhá, nhân tử phụ của mỗi phân thức. Thế nhân tử phụ là cái gì? Là lấy mẫu thức chung chia cho mẫu thức ban đầu. Mẫu thức ban đầu thì nó mới ra nhân tử phụ. Trong đó bước thứ ba thì mới là nhân cả tử và mẫu. Nhân cả tử và mẫu với cái nhân tử phụ tương ứng. Một thì là nhân với nhân tử phụ của cái một, đúng không? Nhân tử phụ tương ứng, mình dùng cái từ như vậy. Đấy, nhân tử phụ tương ứng. Thế ví dụ vào đây thôi, mình đừng làm tắt nữa. Đến đây à, mình buổi đầu mình cứ làm kỹ kỹ đi, mai kia thành thạo rồi thì làm tắt sau nhá. Nào, bây giờ lấy 12 chia 12 x mũ 6 y mũ 6 đem chia cho cái mẫu 1. X 4 y 6 bằng 12 x bình phương. Hết, đây là nhân tử phụ thứ nhất. 12 x mũ 6 y mũ 6 chia cho 12 x mũ 6 y mũ 3 bằng y mũ 3 thôi. Đâu rồi nào? 12 chia 12 hết, x 6 hết, còn y mũ 3 thôi. Viết chia thế này con có hiểu không? Đây là chia đơn thức cho đơn thức, không cần đóng ngoặc nhá. Đây là quy định sách giáo khoa rồi. Thế tiếp tục bây giờ bắt đầu mới làm này. 4 phần x mũ 4 y mũ 6 mình mới lấy cái tử và mẫu nhân với nhân tử phụ 12 x bình. Ok chưa? 48 x bình phương chia cho x 6 y 6. Tiếp tục cái phân thức thứ hai là âm 5 phần 12 x 6 y 3 thì lấy âm 5 12 x 6 y 3 nhân thêm nhân tử phụ đâu? Y 3. Đây này, nhân tử phụ đây này. Y mũ 3. Vậy bằng âm 5 y mũ 3 chia 12 x mũ 6 y mũ 6. Bây giờ con nhìn cùng mẫu chưa? Gọi là quy đồng mẫu chưa? Nhá,